Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn đó chính là nói về công dụng trị bệnh của củ gai. Củ gai tức là củ của cây gai. Trong chúng ta thì có lẽ là ai cũng đã từng có một lần ăn bánh gai. Bánh gai thì làm từ lá gai, có tác dụng giúp mát gan, giải độc, thanh lọc cơ thể, làm đen tóc, mượt tóc, trị rụng tóc, Ngoài ra, thân gai còn được lấy vỏ để làm tơ, làm sợi, dệt thành vó đũi, vân vân. Không những thế, tác dụng đặc biệt được kể tới của cây gai đó chính là củ gai. Củ gai có tác dụng giúp an thai, điều trị dọa sảy thai, vô cùng hiệu quả, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai ở trong những tháng đầu của thai kỳ. Vậy trong củ gai có chứa những thành phần hoạt chất gì và tác dụng cụ thể của những thành phần hoạt chất đó đối với phụ nữ mang thai như thế nào? Cách sử dụng củ gai để điều trị sảy thai, giúp an thai và trong quá trình sử dụng củ gai cần phải lưu ý những điều gì. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về củ gai, công dụng trị bệnh, hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Mình sẽ có 3 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất, tìm hiểu chung về củ gai, cây gai, những thành phần hoạt chất có chứa trong củ gai. Phần thứ hai, công dụng trị bệnh và những bài thuốc trị bệnh từ củ gai. Phần thứ 3, những điều lưu ý khi sử dụng củ gai. Trước khi đi vào nội dung chính, mình có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn xem video. Hãy nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào nút chuông thông báo để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. và bây giờ mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ nhất, tìm hiểu chung về cây gai, những thành phần hoạt chất có chứa trong củ gai. Cây gai còn có tên gọi khác là thăng ma, chữ ma. Cây gai có tên khoa học là Boehmeria nivea, họ gai Uticeae. Cây gai có đặc điểm là thân cứng, cây nhỏ cao khoảng từ 1m tới 2m. Thân cây màu xanh hoặc là màu nâu nhạt, lá gai to hình trứng hoặc hình bầu dục. Có 3 gân lá mọc từ cuống lá ra, mặt dưới của lá có lớp lông bao phủ mịn màu trắng hoặc trắng bạc, mặt trên lá màu xanh lục. Phiến lá rộng, thân gai có bao phủ một lớp lông mịn. Phần gốc của cây gai sẽ hóa gỗ khi cây gai đã già. Các bộ phận sử dụng để trị bệnh của cây gai đó chính là củ gai và lá gai. Củ gai có đặc điểm hơi cong và dài khoảng từ 10 tới 30 cm. Đường kính rộng khoảng từ 0,5 tới 4 cm. Vỏ củ gai có màu nâu hoặc màu nâu sẫm, trong ruột củ gai có màu trắng hoặc màu vàng nhạt, củ gai có mùi thơm nhẹ. Trong củ gai có chứa dồi dào các thành phần hoạt chất như các axit hữu cơ, tantheraquinon, các flavonoid, phytosterol, cremin, terpenoid và các axit béo. Đặc biệt trong củ gai có chứa hàm lượng lớn axit béo chlorogenic đây là một loại axit béo có tác dụng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm, đồng thời có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 10 lần so với vitamin E. Củ gai có vị ngọt, nhẹ, có mùi thơm nhẹ, tính hàn và không độc. Theo y học cổ truyền, củ gai quy vào ba kinh, can, gan và bàng quang có tác dụng giúp lương huyết, chỉ huyết, mát gan giải độc, giúp an thai, trị những triệu chứng xuất huyết do nhiệt, ung thủng, theo y học hiện đại, trong củ gai có chứa axit béo chlorogenic có tác dụng giúp tăng cường hiệu lực của adrenaline, giúp làm thông tiểu tiện, giúp kích thích bài tiết mật. Đồng thời, axit chlorogenic có tác dụng chống lại sự phát triển của vi khuẩn, vi trùng xâm nhập vào cơ thể và diệt vi nấm, chống viêm nhiễm ở cổ tử cung, ngăn chặn các gốc tự do làm tổn hại tới tế bào vì các gốc tự do được tích tụ nhiều và lâu ngày ở trong cơ thể dẫn tới tình trạng cơ thể bị stress, bị oxy hóa. Axit béo chlorogenic còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh gấp nhiều lần so với vitamin E, cho nên đã ngăn chặn được các gốc tự do và ngăn chặn được tình trạng cao huyết áp, sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Tiếp theo mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ hai công dụng và những bài thuốc trị bệnh từ củ gai. Củ gai có nhiều công dụng, Tuy nhiên, một công dụng nổi trội và hiệu quả nhất của củ gai đó chính là giúp an thai, trị những triệu chứng bị đau bụng khi mang thai, dọa sảy thai, dọa sinh non. Cách sử dụng của củ gai phổ biến nhất là sử dụng củ gai tươi sắc với nước uống, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai trong những tháng đầu của thai kỳ. Và liều dùng trung bình đối với người lớn mỗi ngày có thể sử dụng từ 20 tới 50g củ gai tươi tuy nhiên đối với phụ nữ mang thai đặc biệt là các bạn trẻ lần đầu mang thai ở trong những tháng đầu của thai kỳ nếu như các bạn gặp một trong những triệu chứng như bị đau bụng dưới bị ra huyết bất thường thì các bạn hãy lập tức tới ngay những cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và ngoài ra thì các bạn hãy sử dụng củ gai tươi để giúp an thai trị dọa sảy thai động thai củ gai chữa đau bụng dọa sảy thai động thai các bạn hãy sử dụng 50 g củ gai tươi sắc với khoảng 1 lít rưỡi nước trong vòng từ 20 tới 30 phút đun nhỏ lửa. Sau đó các bạn dùng nước đó để chia làm nhiều lần uống trong ngày. Có thể sử dụng từ 15 tới 20 ngày liền tùy từng trường hợp. Cách thứ hai, các bạn có thể sử dụng 150 tới 200 g củ gai tươi dã nát hoặc xay nát, lọc lấy nước và dùng nước đó để nấu cháo ăn trong ngày, có thể sử dụng từ 5 tới 7 ngày liền. Cách thứ ba, các bạn có thể sử dụng 150 tới 200 g củ gai tươi kết hợp với 50 g lá tía tô, sắc với 2 lít nước đun trong vòng từ 25 tới 30 phút, sau đó các bạn dùng nước đó để chia làm nhiều lần uống trong ngày. Có thể sử dụng từ 10 tới 15 ngày liền. Củ gai có tác dụng giúp làm tăng tỷ lệ thành công trong thụ thai trong ống nghiệm. Theo nghiên cứu, các hoạt chất có chứa trong củ gai có tác dụng làm tăng tỷ lệ thành công trong quá trình chuyển phôi trong phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cho nên đối với những phụ nữ đang thực hiện biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm, các bạn cần phải chăm sóc cơ thể, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và có thể sử dụng thêm củ gai. Với liều dùng và trung bình, các bạn có thể sử dụng 150g củ gai tươi sắc với 2 lít nước đun trong vòng từ 25 tới 30 phút, đun nhỏ lửa, sau đó các bạn dùng nước đó để chia làm nhiều lần uống trong ngày, có thể sử dụng từ 15 tới 20 ngày liền. Củ gai trị sa tử cung, các bạn có thể sử dụng 100 tới 200 g củ gai tươi hoặc có thể sử dụng 50 tới 100 g củ gai khô, kết hợp sắc với 2 lít nước, đun sôi trong vòng từ 25 tới 30 phút, đun nhỏ lửa, các bạn dùng nước đó uống trong ngày có thể sử dụng từ 15 tới 20 ngày liền. Lá gai giúp cầm máu ở những vết thương hở, các bạn có thể sử dụng một nắm lá gai tươi, rửa sạch, giã nát và đắp lên vết thương. Củ gai, lá gai trị rụng tóc, giúp tóc đen và bóng mượt. Các bạn có thể sử dụng lá gai tươi hoặc lá gai khô sắc với nước uống. Lá gai tươi các bạn sử dụng khoảng 500g sắc với 2 lít nước chia làm nhiều lần uống trong ngày, sử dụng từ 10 tới 15 ngày liền. Còn nếu như lá gai khô, các bạn có thể sử dụng 100 tới 150g lá gai khô sắc với 2 lít nước và cũng lấy nước đó chia làm nhiều lần uống trong ngày, sử dụng từ 10 tới 15 ngày liền. Củ gai trị đau nhức xương khớp đau lưng, đau do phong thấp. Các bạn hãy sử dụng khoảng 200g củ gai tươi hoặc 100g củ gai khô ngâm với 1 lít rượu đế, ngâm trong vòng 1 tuần, sử dụng để uống mỗi ngày 50ml. Còn rất nhiều những bài thuốc từ củ gai, tuy nhiên đối với củ gai thì chúng ta nên sử dụng củ gai tươi. Và tiếp theo mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ 3, những điều lưu ý khi sử dụng củ gai củ gai, lá gai, đây là những dược liệu rất lành tính và không độc. Tuy nhiên, khi sử dụng các bạn cũng cần phải lưu ý là không sử dụng cho những người có tiền sử dị ứng với lá gai với củ gai. Không sử dụng cho những người có tỳ vị hư hàn đang bị tiêu chảy. Về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng củ gai và lá gai cũng chưa gặp bất cứ một trường hợp nào xảy ra tác dụng phụ khi sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng củ gai hoặc lá gai nếu như các bạn gặp bất cứ một triệu chứng dị ứng hoặc một tác dụng phụ không mong muốn nào đó thì các bạn hãy dừng sử dụng củ gai và lá gai lại và xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ. Về vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng củ gai và lá gai, cũng chưa gặp một trường hợp nào xảy ra vấn đề tương tác thuốc. Tuy nhiên, trước khi sử dụng củ gai, các bạn cần phải trình bày với bác sĩ và dược sĩ những loại thuốc và những loại dược liệu mà các bạn đang sử dụng để xin tư vấn về vấn đề sử dụng củ gai. Và trong quá trình sử dụng củ gai, các bạn cần phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ và dược sĩ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng củ gai. Đặc biệt đối với phụ nữ có thai, cần phải tuân thủ đúng theo cách dùng và liều lượng sử dụng củ gai. Trên đây mình đã chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn, vị thuốc quý là củ gai giúp an thai, trị đau bụng khi mang thai, dọa sảy thai. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc về củ gai, về lá gai, công dụng trị bệnh, cách sử dụng, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này hoặc inbox trực tiếp vào Zalo cho mình, mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.